Mình chào các bạn. Buổi chiều hôm nay bên mình lại bất ngờ về thêm những chiếc Honda Click nhập khẩu từ Thái Lan nha. Và có rất có thể đây là lô cuối. Lô cuối rồi. Màu xanh, màu đen. Lô trước về là bán sạch rồi. Thì bây giờ là về thêm lô nữa. Chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4 chiếc màu đen. Và màu trắng là 1, 2. Chỉ có 3 xe màu trắng thôi. Lô trước các bạn biết không? Về được bao nhiêu xe là bán sạch. Rất là nhanh luôn. Địa chỉ cửa hàng bên mình là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Đây nè, mới về là bán rất là nhanh luôn các bạn. Cho nên những bạn nào thích á, thì mình có thể là chốt sớm với nhân viên bên mình nha. Mình sẽ cho các bạn là 3 số di động lên màn hình để các bạn tư vấn, gọi thẳng hoặc là nhắn tin qua Zalo. Bên mình sẽ ship xe toàn quốc luôn nha các bạn. Đây là phiên bản trắng đỏ nè. Đây, đang ở phía trước còn nhìn nè ha. Trắng đỏ. Xe mới về luôn đó các bạn. Mới về luôn. Đó, trắng đỏ. Rồi màu xanh bạc. Và màu đen. Màu đen nè các bạn. Màu đen được 4 xe. 4 xe màu trắng thì 3 xe. Lúc trước á, đợt rồi về á, thì về chỉ được có 1 chiếc màu đen thôi. Rồi 2 chiếc màu trắng. Như vậy là tổng cộng lần này mình về được là khoảng 13 xe ha. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 xe. 13 xe đó các bạn. Vậy này 9 với đây 4 là 13 xe. Để mình nhắc lại vấn đề ship nè. Bên mình ship toàn quốc và ship ra tận Hà Nội luôn nha các bạn. Vì sẽ có những chiếc xe tải nó đi từ Nam ra Bắc luôn. Và với phí ship là miễn phí trên tuyến quốc lộ 1A. Nhưng mà từ Sóc Trăng đi tới Sài Gòn và Sóc Trăng mình quay về Cà Mau là miễn phí nha. Còn ra xa hơn nữa là ví dụ như Hà Nội là khoảng 500 ngàn. Bên mình vừa ship đi một chiếc ở Hà Tĩnh. Thì khách này cũng nhận quốc lộ A Hà Tĩnh. Và là chỉ có 500 ngàn thôi ha. Rồi ship tới Đồng Nai. Cũng vừa ship đi Đồng Nai một xe là 300 ngàn. Là nhận xe quốc lộ 1A. Các bạn chú ý ha. Thì động cơ 150 này á, hiện tại là Honda bên Thái Lan hay là Indo gì nữa là cũng bỏ bỏ hết rồi. Đặc biệt là Thái Lan là dòng Click. Indo mình gọi là Vario đó các bạn. 150 đã bỏ mẫu và thay thế bằng mẫu 160. Thì mẫu này nó nhỏ gọn mà động cơ nó lại mạnh và thiết kế tuyệt đẹp. Vì đó mà các bạn thích. Thích ha. Nè, chiếc Kymco Visa này là ship tới Hà Tĩnh đó các bạn. Kymco Visa nha. Còn ở trong này á, dòng cúp là bên mình ship toàn quốc. Từ cúp 50, cúp 110, cúp 125 là ship toàn quốc. Những chiếc xe này thì giá trị toàn là trên 100 triệu đó các bạn. Trên 100 triệu. Để mình xem chiếc cúp này quấn rồi nè. Ship đi tới Quy Nhơn Bình Định nè. Đây là siêu cúp Nhật Bản. Thấy không? Đi tới Quy Nhơn luôn. Còn chiếc này á là đi về Thanh Hóa. Đó. Đi Thanh Hóa nha. Xe tay ga 50. Bên mình sẽ ship tất cả các dòng xe ở đây. Bất kỳ dòng xe nào. Hôm nay đang là ngày 29 tây nè các bạn. Nếu kịp thì mình đăng luôn trong vào ngày mai. Còn không kịp chắc lẽ là hẹn các bạn vào đầu tháng 7. Tại vì ngày mai là cuối rồi. Ngày cuối tháng 6 rồi. Ngày 30 rồi. Và cúp mình về nè. Cực nhiều. Ha, rất là nhiều luôn. Đây. Rồi cúp Thái Lan nữa. Bên này là rim. Để mình chở ra với dòng Click. Nó đã vắng bóng trên thị trường khá lâu rồi. Nhưng mà bất ngờ bên mình về được 2 lô. Lô trước là bán sạch rồi. Còn lô này. Lô này ha. Mới về được 13 xe. Mà xem lại nè. Còn buổi chiều khá muộn rồi. Ở tại cửa hàng xe Mai Duyên ha. Bây giờ bên mình sẽ dẫn xe vô nha các bạn. Ha. Mình đang đi vào trong kho xe phía trong. Thì đây là cúp 110 của Thái Lan nè các bạn. Quay 110, quay 125 ha. Còn dòng phía sau nữa, ví dụ như là BCX rồi ADV ở trong. Các bạn nhìn nè. Thì bây giờ bên mình sẽ dẫn hết nguyên cái dàn xe nó vô trong. Tại vì kho bên mình nó rất là to. Bạn xem nè ha. Đó. Bên đó là kho xe 50 đó các bạn. Các bạn thấy không? Thấy khủng không? Còn đây là kho xe nhập. ADV. Rồi... Vario
Đó các bạn nhìn nè, copy, click, à có lô được rồi, mình còn được hai chiếc màu xanh ha, hai chiếc màu xanh đó các bạn. Còn màu đen màu trắng là bán sạch nha, đen trắng bán sạch luôn. Bây giờ bắt đầu đem vô nè, đó từ trước mang vô đó các bạn. Đây bên này một chiếc nữa ha, mới vô luôn các bạn, màu xanh. Bắt đầu sẽ mang xe vô trong này. Xe cũ cũng có luôn nha, bên mình có thu xe cũ và đổi xe mới ha. Rồi bạn nào quan tâm thì mình cứ gọi cho nhân viên nha, một là gọi hoặc là mình nhắn tin qua Zalo. Tại vì bên mình nhân viên đôi khi nghe máy một ngày là rất nhiều cuộc gọi, nó sẽ bận và có khi là nó sẽ không bắt máy được, thì các bạn vui lòng mình liên hệ lại sau nha. Đây tiếp tục dẫn vô nè các bạn, màu đen. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video đây nha. Chào các bạn.